Tiếp nối Brexit, các nhà kinh tế học tại ngân hàng Goldman Sachs đã đưa ra dự báo nền kinh tế của Vương quốc Anh sẽ rơi vào suy thoái vào đầu năm 2017. Theo Goldman Sachs, GDP của nước Anh sẽ giảm 2,75% trong 18 tháng tiếp theo khi các nhà đầu tư không còn thấy chắc chắn về tương lai và các điều kiện thương mại có thể sẽ khó khăn hơn. Goldman Sachs cũng hạ dự báo tăng trưởng GDP của Anh 0,5% xuống còn 1,5% trong năm nay và chỉ còn 0,2% trong năm tới so với mức dự báo 2% trước đây. Mức tăng trưởng toàn cầu trong năm và tăng trưởng GDP của Eurozone trong 2 năm liên tiếp theo cũng bị lần lượt hạ xuống còn 3,1% và 1,25%. Sau cú sốc Brexit, Goldman Sachs cho biết các hệ lụy kinh tế sẽ vô cùng to lớn. Đầu tiên, tình hình giao thương của Anh sẽ khó khăn hơn khi nước này khó có thể xuất khẩu các dịch vụ có giá trị gia tăng cao, nhất là dịch vụ tài chính vào thị trường EU. Đồng thời, sự không chắc chắn về tương lai lâu dài sẽ đè nặng lên tăng trưởng của Anh trong ngắn hạn khi các công ty hoãn các khoản đầu tư. Bên cạnh đó, Anh rời EU, nhu cầu nhập khẩu hàng hóa từ Anh yếu đi và quan trọng hơn là các chính sách tài chính sẽ bị thắt chặt do tỷ giá hoán đổi ngoại tệ sẽ không ổn định và giá các tài sản rủi ro như trái phiếu, cổ phiếu cũng sẽ bị rớt giá.